Trước thềm hội nghị thị trưởng thủ đô các nước ASEAN tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cùng đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội đã tới chào xã giao Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anu Phạp Tụ Na Lôm và hội kiến Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn A Xạ Phang Thong Xỉn Phan Don. Chúc mừng đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội sang tham dự hội nghị thị trưởng thủ đô các nước ASEAN, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anu Phạp Tụ Na Lôm đánh giá cao kết quả nỗ lực của các cơ quan hai thủ đô trong triển khai biên bản thỏa thuận hợp tác Hà Nội Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác Hà Nội Viêng Chăn, đóng góp làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam Lào. Trao đổi với Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn luôn được quan tâm vun đắp và không ngừng phát triển. Đến nay đã có 9 cơ quan chuyên môn hai thủ đô chủ động ký kết biên bản hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn để cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trong các hoạt động nghiệp vụ, đồng thời triển khai hợp tác nhiều chương trình, dự án trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, hỗ trợ phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển của hai thủ đô và đóng góp vào sự ổn định phát triển chung của khu vực Đông Nam Á. Tại cuộc hội kiến đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn A Xạ Phang Thong Xỉn Phan Don nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sang tham dự hội nghị thị trưởng thủ đô các nước ASEAN tại Viêng Chăn. Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn đánh giá cao kết quả nỗ lực của các cơ quan hai thủ đô trong triển khai nội dung biên bản thỏa thuận hợp tác Hà Nội Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025. Tin tưởng rằng chuyến làm việc của đoàn sẽ thành công tốt đẹp và tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác Hà Nội Viêng Chăn, đóng góp làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Trong không khí đoàn kết và cởi mở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã đánh giá cao kết quả hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn thời gian qua và khẳng định đây là một trong những minh chứng sống động phản ánh dấu ấn của mối quan hệ hợp tác hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cảm ơn Đô trưởng đã quan tâm, tiếp đón và làm việc với đoàn công tác và chúc thủ đô Viêng Chăn tổ chức thành công hội nghị thị trưởng thủ đô các nước ASEAN và diễn đàn thị trưởng ASEAN 2024. Góp phần vào thành công chung của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong năm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN.